Mình đá nước ngoài sức mạnh cực kỳ to lớn và nhất định không được để rơi vào tay kẻ xấu. Tiêu ơi, mày biết về đá nữ hoa không? Em cũng biết, nhưng mà chỉ nghe sư phụ kể lại thôi. Như nào, mày kể tôi nghe nào. Sư phụ kể lại với em rằng ngày xưa nữ hoa là một vị thần đã sinh ra loài người. Trong khi loài người đang sống yên ổn và vui vẻ thì đột nhiên xảy ra cuộc chiến tranh của các vị thần làm đổ cột trống trời. Sau đó một vùng trời bị sụp đổ khiến tai họa ập đến. Vùng trời thì rách toang, cây cối thì rung chuyển, loài người tan tác, hoảng hốt tìm chỗ trốn. Nữ oa không đành lòng nhìn các con của mình đang ngoi ngót trong sự sống và cái chết. Bà nghĩ chỉ còn một cách, đó là vá trời. Bà chọn những viên đá ngũ sắc chất lên thành núi, đốt lửa luyện đá thành keo để lần lượt lấp các lỗ thủng trên bầu trời. Bà dùng bốn chân lực lưỡng của con rùa khổng lồ để dựng ở bốn phương trái đất làm cột chống trời hết sức vững chãi. Sau bao nhiêu công nỗ lực thì cuối cùng vòm trời cũng được nâng cao, ánh sáng lại chan hòa, mọi người lại được sống chung yên bình. Ồ, thế à? À, tao nghe nói nhá, hình như là còn hai viên đá nữ hoa nữa cơ. Mày biết không? Hình như em nghe nói là một viên đá nữ hoa biến thành tề thiên đại thánh, còn một viên ấy thì em không biết ở đâu. Đâu được nhỉ? Nạt, tao mà có được viên đá còn lại, tao phải khỏe hơn cả Tôn Đại Thánh. Cái gì mà nói lạ? Các người à, đến đây làm gì? Viên đá nữ hoa đâu? Mau ra đây! Hóa ra các người đến đây vì viên đá nữ hoa. Đúng vậy, tốt nhất là đi ra viên đá cho ta. Nếu không, đừng có trách. Em không phải bản lĩnh đâu, phải lấy viên đá nữ hoa. Vậy thì đừng trách đã. Bản lĩnh của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Này, đậu đậu, mày có nhà mày không ở, mày cứ sang nhà tao làm cái gì? Em thích thì em sang, em muốn sang chơi thì em sang. Ngày nào em sang, anh cũng lèo nhèo một câu là suốt ngày mày sang nhà anh. Người ta quý người ta mới sang, không người ta sang làm gì. Tao có mình cái con dở, tao đã thấy phiền rồi, giờ lại thêm mày nữa. Chúng em có sao không? Không sao, đi thôi. Chúng em, đi kìa. Chủ nhân, em có cách này. Cách gì? Chủ nhân, hay là chúng ta lợi dụng sức mạnh của La Cha để tiêu diệt tên quỷ Sa Tăng. Một công đôi việc. Chủ nhân thấy thế nào? Thôi, hai chúng mày đi với nhau. Tao không đi chơi chúng mày. Đi riêng ai nhé. Cái xe của con cũng được đấy. Đi thôi. Phù Thủy, bọn định làm gì? Ta đến đây nhờ ngươi một việc. Việc gì? Ta không giúp được ngươi việc gì cả. Đúng rồi đấy, chả ai đi giúp người xấu như bà. Việc này rất là quan trọng. Nếu ngươi không giúp ta, cả nhân loại sẽ bị tiêu diệt mất. Bà đừng hòng lừa bọn tôi. Hà Tiêu, đừng tin vào ta, đi thôi. Chúng mày. Phù Thủy, rồi. Viên đá nữ oa đã bị tên quỷ Sa Tăng lấy đi mất rồi. Bà nói cái gì? Viên đá nữ oa đang nằm trong tay tên quỷ Sa Tăng. Hắn đang lộng hành ở dưới âm giới. Không lẽ nào viên đá nữ oa còn lại đang nằm trong tay hắn hay sao? Đúng đấy. Anh biết cái gì mà nói? Thì ta đoán vậy. Đúng vậy. Nếu ngươi không mau đi lấy viên đá nữ oa về, không chỉ ngươi mà cả thế giới này sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, lần này ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nên nhớ, không phải vì ngươi đâu, mà là vì nhân loại. Này, cho anh đi với. Em không được, đường xuống âm giới rất là nguy hiểm. Hai người đi theo chỉ tổ vướng chân vướng tay em thôi. Thế thì ta với con đậu đậu chỉ đứng ngoài cổng đợi chúng mày thôi. Nhá. Không còn nhiều thời gian đâu, mau đi thôi. Được rồi, đi thôi. Mọi người ở đây đi, để em vào cho. Để ta đi cùng ngươi. Cũng được.
thôi. Ê, Tuấn Nhất, tại sao mày lại làm biểu quái? Tao biết được, để ra tao đã như thế này rồi. Này, mày có biết mày có một cái khả năng mà không ai có không? Khả năng gì? Xấu, quá xấu. Mày nói thế, như có đâu chả xấu. Này, sao mày không đi đóng phim đi? Đóng phim á? Này, mày thấy tao hợp vai gì? Yêu quái, mặt mày xấu như thế này, mày đã đóng vai gì nữa? Này nhá, mặt mày xấu thế này nhá, vào đội diễn ý, mày không phải make up luôn. Mặt tao đập ca thế này á, vào chỉ làm diễn viên chính thôi. Chính. Này, mai kia đóng bộ phim gì nhỉ? Quái vật tàu phù thủy. Hợp luôn. Gọi luôn con phù thủy của mày về đóng phim này. Sao ta? Thì ra, đúng là người đang nằm trong tiền đá lũ à? Đá cho. Ngươi đi đây làm gì? Nhiệm vụ của ta là canh giữ viên đá lũ à? Ngươi đừng hòng chính quá. Ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi đang dùng viên đá lũ à? Để ta qua làm hóa đúng không? Hôm nay, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đá cho. Đến lúc đó là ta làm chó rồi. Vào cả đi. Sao tao? Đừng có quân bố à? Đại ca, ta phải người mắc bẫy của vụ phù thủy rồi. Phù thủy, ý ngươi là sao? Ta là người canh giữ đá quý, phù thủy, và ta luôn muốn trộm đá quý. Người dẫn vào ta đây làm gì? Không thể nào, chính bọn ta đã nói, người đang nắm giữ viên đá nữ oa để tóc oai tóc quái. Ngươi bị lừa rồi, đá nữ oa của ta. Bị sát tâm, bị sát tâm. Thôi, không nói chuyện với chúng mày nữa, ta đi về đây. Mày không đợi chủ nhân mày à? Không, ta đi về đây. Tiếng đâu thế nhỉ? Đã đâu rồi? Đã đâu rồi? Thì dám lâu ta! Chủ nhân! Ta ở đây! Chủ nhân! Chủ nhân đang lấy được viên đá lữ hoa chưa? Tất nhiên ta lấy được rồi! Đi thôi! Cái con này! Nó định ngủ ở trong đấy à? Ủa đậu, mày ở đây, tao vào tao tìm nó. Anh Chu, đậu đậu. Mày ra bao giờ ấy, tao tưởng mày ngủ trong đấy rồi. Em ra đây lâu rồi, em vừa đánh nhau với quỷ Sa Tăng xong. Ai chỉ biết mày đánh nhau với quỷ Sa Tăng, nhưng mà vấn đề ấy, lấy được viên đá không? Chúng ta bị một phù thủy lừa rồi, và ta chỉ lợi dụng chúng ta để lấy viên đá thôi. Lừa? Cảnh chi? Thôi, đi về, đoán được. Đã làm được cái gì? Đội trưởng, này mà tôi đến đây có việc gì? Nhiệm vụ lần này tôi giao cho bạn rất là nguy hiểm. Nguy hiểm á? Chính vì thế mà anh gọi hạt tiêu và nhìn nhìn đi cùng đi. Không được, nếu mà nguy hiểm ấy, nhiệm vụ này mình tự đi. Bạn đừng chủ quan, nhiệm vụ này bạn cần đồng đội của mình hỗ trợ. Một mình bạn chưa chắc làm được nhiệm vụ đâu. Sẽ quyết tâm làm xong nhiệm vụ, sẽ không bao giờ để cả tôi rơi vào nguy hiểm được. Đi đây đội trưởng. Mà này, lần sau ra ngoài đường, nhớ phải nhìn đường ấy. Những mày nguy hiểm lắm đấy. Mà thôi, hãy đứng về nhà đi. Vâng, bọn em biết rồi. Nhưng mà anh ơi, anh vừa ở chỗ đội trưởng về đúng không? Hôm nay không có nhiệm vụ gì ấy. Không, không làm gì có nhiệm vụ gì. Mà này Tiêu, thì anh đi góp được ấy, để dưới cầm giường ấy. Còn mà Tiêu, thích mua gì thì mua, nhá. Cái gì cơ? Nhìn, hôm nay anh ấy cho tiền đó. Chắc anh chuẩn bị ấm đầu rồi. Anh ơi, anh có bị làm sao?
Thì bảo em mua thuốc cho. Anh đừng như thế em sợ lắm. Cho không nói, không cho không nói. Cầm về mà lấy tiền mà tiêu đi. Về. Nhanh. Nhẹ cứ như khi phải nói nè. Làm gì đấy? Tao đang tập thể dục. Ồ, tập thương sinh à? Ừ, mà mày và người ta từ lúc nào ấy? À, tao có chuyện này, hiểu không? Chuyện gì? Cứ nói đi, không phải ngại đâu. À, ngày mai tao chuẩn bị lên thành phố một thời gian, nên là tao nhờ mày chăm sóc Nhi Nhi đẹp tiêu một thời gian, được không? Ui giận, tưởng cái gì cơ, đơn giản. Mày nói vậy là tao yên tâm rồi. Mà này, mày cũng thế nhá, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Thôi, tao tự sinh đi, tao đi đây. Ồ, một bên đạn đấy nhở. Thôi, để tao tự sinh tiếp. Này, Hàn Thiêu ơi, cậu có thấy anh Trung lạ lạ không? Nãy giờ tôi cũng đang nghĩ đây, nhưng mà chưa biết là có chuyện gì để khiến cái tính tình từ cọc cằn trở nên hiền hậu như vậy. Lạ quá, không thể hiểu nổi. Hay là tớ với cậu đi tìm hiểu đi, xem anh Trung gặp chuyện gì. Ờ đúng, là anh ấy hiền lành như thế, rất là tốt cho bọn mình. Nhưng mà tớ không có quen, tớ quen anh như thế kia rồi. Hay là bây giờ bọn mình đi tìm nguyên nhân đi, tớ nghĩ chắc chắn có chuyện gì đứng sau ấy. Ừ, hay chúng ta đi tìm gặp đội trưởng đi. Gặp đội trưởng thôi, ờ vâng, có khi đội trưởng sẽ biết chuyện gì đấy. Ta đã cảm nhận được một sức mạnh tuyệt vời. Lỗ đen là sức mạnh. Đây kìa, dừng ngay đây này. Đội đặc nhiệm đẹp hai gặp người quá muộn rồi. Nhìn lên trời mà xem. Người sẽ bắt sức mạnh. Người chỉ có thế thôi sao? Bây giờ phần của ta đâu? Ôi. Ra đây chưa? Ông có biết chuyện gì đang xảy ra với em trai của tôi không? Hôm nay tôi thấy anh ấy lạ lắm. Trùng chuối à? Tôi thấy vẫn bình thường mà. Bình thường sao? Nhưng chúng tôi lại không thấy bình thường. À, mà mấy hôm nay không có nhiệm vụ thì sao ạ? Các bạn hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Có một số nhiệm vụ nhỏ tôi giao cho đội khác rồi. À, ba đội trưởng, anh Trung vừa đến đây, ông có biết là anh ấy đi đâu rồi không? Đi đâu làm sao mà ta biết được. Đi về nghỉ ngơi đi, hỏi nhiều thế. Hà Tiêu ơi, sao đến cả đội trưởng hôm nay cũng lạ thế nhỉ? Mất cả hai đứa mình cơ. Đi về đi, cùng tí nữa lại ăn một trận nữa. Được rồi, chào đội trưởng. Chào đội trưởng, chúng tôi đi về đấy. Chết, ta phải mang theo người theo. Là gì? Này, bình tĩnh. Người mà làm như vậy là người mất mạng đấy. Mất mạng thì đã sao? Cần bảo vệ đến người thân của ta và trái đất này. Cùng hối tiếc. Giải thể. Không thể nào. Hà Tiêu, cậu làm sao vậy? Hà Tiêu, cậu làm sao thế? Tôi cảm thấy có chuyện không lành đang xảy ra với anh Trung. Này, hay là anh Trung gặp chuyện gì nhỉ? Này, tôi có thấy anh nghĩ là lạ. Mà từ sáng đến giờ, chả thấy anh nghĩ đâu cô. Nhi, cô về trước đi. Tôi phải đi tìm anh Trung đây. Ừ, tôi đi với. Anh Trung cũng là anh của tớ mà. Đi được không? Dạ. Đi. Hai đứa ơi, anh được. Anh làm. Có chuyện lớn rồi. Làm sao? Có chuyện gì anh cứ bình tĩnh thế nào? Trung chuối, hy sinh rồi. Anh này, sao anh lại nói như thế? Chuyện này không bao giờ đùa được đâu, em không tin. Mà anh Thành ơi, làm sao anh biết được chuyện này? Chuyện là
anh đang đi trên đường thì nhìn thấy anh vừa đang đứng với ai nhỉ? Được khắc ám à? Mình phải đứng đây, chắc thì như làm được. Mất mạng thì đã sao? Cần bảo vệ đến người thân của ta, trái đất này. Không hối tiếc, giải thể. Không, không đi nào. Chúng chú ấy. Không, không thể nào. Chuyện là như vậy đây. Anh ở đấy mà không giúp gì được chung. Hàn Tiêu, em bình tĩnh. Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, cũng không cứu vãn được nữa. Nhưng mà anh có thể nhớ, thì sao anh thương ở đây em anh thấy thế hả? Không, bình tĩnh đi. Tôi nghĩ chắc là thực lực hợp án mới làm xong chuyện này. Thực lực hợp án? Mày trả thù. Hàn Tiêu, anh này, còn nhìn gì nữa, mau đuổi theo. Chào bạn. Không chết rồi. Đi theo ta. Tiêu, cậu phải bình tĩnh lại đi. Đừng cố làm sao rồi. Tiêu chuyển thế giới cho ta. Tôi được nghiệp kẻo ai? Ta đang làm gì các ngươi? Cái nhà của ta. Làm gì à? Tôi, chính các ngươi. Mà anh sao mà nó không còn nữa rồi. Này, tiêu chuyển hết. Trả người, có liên quan gì tới ta chứ? Thế lực hợp án các ngươi, sao mà trả ta? Trả nó mạnh như vậy, được rồi. Hát chứ? Không được, thế lực hợp án rất là đông. Cậu không thể đánh lại hết bọn chúng đâu. Tại sao nó không được chứ? Anh Trung, anh ngon lắm mà. Anh Trung! Hàn Tiêu, hãy bình tĩnh. Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng bạn hãy nghe tôi nói. Thôi, ông đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Ông thì biết cái gì chứ? Người thì cũng đã mất rồi, ông làm được gì đâu chứ? Tôi xin lỗi, đó là lỗi tại tôi. Nhưng chúng ta có một tia hy vọng, khi chúng chuối giải thể, vẫn còn một thẻ bài sinh mệnh. Nếu chúng ta tìm được, thì có thể hồi sinh được chúng chuối. Sao? Có thể hy vọng rồi. Thằng Tiêu, cậu đừng lo nữa. Vậy là có một chút hy vọng rồi. Mong là vậy. Bây giờ chúng ta mau đi tìm thẻ bài sinh mệnh. Liệu Hàn Tiêu có tìm được thẻ bài sinh mệnh cứu sống chúng chuối không? Mời các bạn theo dõi diễn biến tập sau. Dạ vương, có chuyện không hay rồi. Núi lửa đã sắp tràn một đất rồi. Cái gì? Sao lại có chuyện đấy được? Đại vương, trận dung nham lần này quá lớn. Không được rồi. Hả? Mày, mong để giúp đi mong vương. Mất con Hàn Tiêu ở đây cho ta. Tốt lại đại vương. Đi. Nghiêm Ma Vương, Nghiêm Ma Vương có nhà không? Ta không tìm phụ vương ngươi, mà ta đang tìm phụ vương ngươi. Thế ngươi tìm phụ vương ta làm gì? Ta tìm phụ vương ngươi để mượn con Ma Tiêu. Không đâu mượn đâu, với cả bố Nghiêm Ma Vương đi đâu ấy, không có nhà đâu. Không có à? Thế thôi ta về đây. Thế mà cũng hỏi. Này, anh Ngáo, mày đang tưởng tượng cái gì đấy? À, tao tưởng tượng đi chơi với Hồng Hải Nhi. Cái gì? Cái gì? Mày đi Hồng Hải Nhi á?
Này, khoan, nó có một cái sự gì đấy ở đây. Cái gì? Mày nói đi. Nhưng mà Vương lại thích đậu đậu. Mà Thành Áo lại thích không ấy nhỉ? Cái này à? Sao rồi về đến nhà là đậu đậu sẽ là mẹ của anh đấy. Ôi, không được, con đậu đậu không thể làm mẹ tao được. Bây giờ, tao nói cho mày biết nào. Ngưu Vương là gì của Hoàng Nhi? Bố. Thế bây giờ nhá, Ngưu Vương lại thích đậu đậu, lấy đậu đậu làm vợ. Đấy, thế mày gọi vợ Ngưu Vương là gì? Là mẹ, đúng không? Thông minh không? Thông minh! Thông minh! Thông minh! Thế sao anh phải gọi đậu đậu bằng mẹ đó? Hay chưa? Nói cái gì? Tao vẫn chưa hiểu. Xoắn thế nào rồi? Mà thôi kệ đi! Tao vẫn thích Hoàng Nhi. Con Hồng Hoàng Nhi đánh đá như thế, có cái gì mà thằng ấy thích nhỉ? Anh không hiểu cái câu tình yêu là mù quá đâu. Thôi cứ ế anh em mình là tốt đúng không? Đúng không? Đi. Thế nào rồi? Đi mà không cần cái nhà. Mẹ không biết mơ vợ tội đâu à? Không. Đi nhẹ. Vợ. Nhẹ. Thiết Duyên công chúa! Thiết Duyên công chúa! Ngươi lại đến mượn quản đây à? Mẹ ta không có ở nhà đâu. Thế mẹ ngươi lại không có nhà à? Ta lại đi về đây. Này! Ngươi về thì về luôn đi nhá. Đừng có quay lại đây nữa. Ngươi xấu lắm, ta không cho mượn đâu. Xấu kệ ta. Ta đi về đây. Mày về. Chả hiểu kiểu gì. Hai hoa tặng Hồng Hài Nhi. Hai hoa tặng Hồng Hài Nhi. Thế còn đậu đậu, nãy thằng anh nó. Tình yêu là thế, luôn khiến tim thành u mê. Yêu quá nên giờ con tim còn đau mỗi khi đêm về. Tình yêu đâu dễ kiếm được một người mình yêu. Thôi đi đi. Này, chúng mày đừng có mà trêu ta nha. Thôi, ta sang nhà Hồng Hài Nhi đây. Ôi, là không? Vâng, không có nhà. Sao mà phải sơ? Thế nhà là của ai nhỉ? Nhà nó còn mỗi con Hồng Hải Nhi thôi. Hồng Hải Nhi là đứa nào? Nó mẹ nó à? Không phải. Mà nó là con của bố nó. Với cả vợ của bố nó. Mày nói là ngang lòng ngoằng. Ta chả hiểu gì cả. Nói tóm lại này. Đứa nào ở nhà thì vợ từ đấy. Nhanh lên. Nguyên lửa nó sẽ đốt đầu ra rồi đấy này. Thôi lại vô đi. Thế mà nó ở nhà ấy, nó cũng đang chê em xấu để trả cho mượn được. Rồi, đẹp trai ấy, không bằng trai mặt. Hiểu không? Thế bây giờ làm nào là được? Đi! Em thử nốt lần này thôi nhá. Đi nhanh, con cho cái đầu rồi. Nhanh. Không! Hồng Hài Nhi ơi, em có nhà không? Anh này ngáo, anh đến đây làm gì á? Anh đến để tặng em bó hoa. Tặng hoa em á? Nhưng mà hoa héo hết rồi. Em héo không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của anh. Tặng em. Em xin. Mình có cách rồi. Phải dùng cái đầu. Không thể như đại vương của mình được. Ô, cái thằng dở này. Dắt cái này vào đây làm gì? Cái này mày mọc vào đây làm gì? Nó hút cả vai. Hồng Hài Nhi. Anh Thành Áo, giọng anh bị làm sao thế? Giọng tao. Giọng anh có bị làm sao đâu. Nhưng mà anh về rồi mà. Anh quay lại đây làm gì? Anh quay lại đòi lại hoa à? Hoa anh đòi lại làm gì? Anh quay lại để mượn em chiếc quạt ba tiêu. Mượn quạt ba tiêu? Nhưng anh mượn quạt làm gì? Anh mượn quạt ba tiêu về. Anh nhóm lửa nấu kẹo. Tí mời em sang ăn nha. Kẹo quá. Em cho anh mượn, nhưng mà lát nữa anh phải trả cho em luôn đấy. Không bố ngư biết, bố ngư đánh em á. Đúng là yêu quái, hơn nhau ở cái đầu.
mình à? Nhưng mà sao hôm nay cầm cái gậy quen thế nhỉ? Thế về nhà đây. Nào tươi nào. Đấy nào, nhìn sáng khác ấy. Ra ngoài. Ô, con Thành Ngáo, nó làm con tròi đây. Mày không đến chỗ Hồng Hoài Nhi à? Đây. Ôi giời. Thế nào mọi người? Sao ngoài? Cỡ mày cũng chỉ có Hoàng Nhi nó thích thôi. Mà này, tặng hoa không ấy chỉ được 50% thôi. Lấy muốn 100% ấy. Theo tao, tao dạy mày cách tất cả. Nó mà biết tất cả á. Thật. Đi. Cứ theo tao. Ừ. Thì làm cũng được. Không cần mày. Trời ơi, phép. Con này. Hả? Có hai thằng Thành. Tao cũng chả biết nữa. Ôi anh ơi, ôi anh ơi. Có cái thằng là Thành đẹp trai đấy. Mày là thằng nào? Tao là Thành Ngáo đẹp trai. Còn mày? Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Tao là Thành Ngáo đẹp trai đây. Ai à? Thành tao. Ê, anh Thành. Nào nào ngón tay. Anh có thích Hồng Hoài Nhi không? Hồng Hoài Nhi á? Có. Anh, thế anh có thích Hồng Hoài Nhi không? Ừ. Con đánh đá đấy à? Có. Lên lên. Ủa? Giơ tay lên. Lên. Anh có gì là anh? Thôi bỏ chỗ. Thôi mà. Đừng bỏ mày. Thấy chưa? Đưa tay lên. Dơ. Sao đây? Như nào anh? Ở đấy. Theo khứu giác của tao ấy. Ừ. Thế này. Nói thật. Tao. Nó bảo nó giả. Đúng rồi. Dám giả dạng anh Cảnh Áo. Dám giả dạng tao à? Hả? Nếu chúng mày đã biết rồi thì. Nha. Ui. Như quái quái. Đây đi. Đây. Đúng rồi. Mày sao rồi? Đây đi. Lên đi. Mày có tí vo ve đấy. Xem tay. Mày cứ múa đi. Hà Tiêu. Dạ. Mày điều quái kìa. Tại sao ngươi lại giả dạng Thành Ngáo? Có chết tao cũng không nói. Tao giả dạng nó để mượn gọi Hà Tiêu. Đừng hành măng tao nói ra. Tao thề với ngươi là ngươi khôn thật đấy. Ngươi vừa nói tao xong đấy. Thế còn Hà Tiêu đâu? Đâu? Đừng có mơ. Còn lâu ta mới nói ta để ở trong túi. Đây, tuyên dương ngươi một lần nữa. Bởi vì là ngươi quá thông minh. Giống bà quá tao. Quá thật thà luôn. Giống cái gì? Anh. Ê, làm cái gì đây? Ta lại còn mặt tiêu. Sao ngươi biết ta giấu trong túi? Bởi vì ngươi quá thông minh. Ê, giả đâu. Này, Thành Ngáo. Hả? Đây chính là 50% còn lại. Để mày chinh phục được Hồng Hoài Nhi đấy. Đôi đúng. Đúng. Sao lại? Đây mà cái này giả nó. Đúng rồi. À, ok, đi đây, đi đây. Thằng nào? Chết cả. Giả. Không thả ra ra. Được, thả thì thả. Tôi này, lần sau á, đừng có giả dạng người khác nữa chưa? Đúng rồi ạ. Lại không lấy được quạt rồi. Thế thì ta làm gì có nhà mà về. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Ừ. Mà thằng Thành Ngáo này chưa dậy gì nó đi rồi. Thì thôi kệ anh ý. Vạn dự tùy duyên. Ừ tôi đi. Kệ. Đi đằng nào. Nhà mình đây hay. Đúng không? Chán như ngáo vậy.